Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình. Hiện tại Tình đang có mặt tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngày hôm nay Tình quay trở lại tỉnh Long An để mà khám phá một ngôi chùa. Ngôi chùa chỉ có một vị sư tu hành, chùa có tên là chùa Giác Tịnh. Chùa nằm ở trong một cái khu rừng hoang. Đây cả nhà có thể nhìn thấy một cái khu vực rất là hoang sơ, rất là ít Phật tử biết đến ngôi chùa này. Trước khi đến với ngôi chùa Giác Tịnh thì Tình cũng đã đến chùa này đâu đó 2-3 lần rồi cả nhà. Những lần Tình đến thì không có gặp được sư trụ trì. Vì lúc đó Tình nghĩ là chùa này là một ngôi chùa bỏ hoang. Nhưng mà hôm nay quay trở lại thì Tình may mắn gặp được sư trụ trì, người đã có công xây dựng ngôi chùa cũng như là chuyên tâm tu tập, ít có khi bước chân ra đường. Những lần mà Tình đến thì sư đóng cửa, sư tịnh một mình. Nên vì vậy lúc đó Tình nghĩ là chùa bỏ hoang, không có ai ở đây. Nhưng mà thật sự là có sư, nhưng mà sư tịnh nên sư không có mở cửa, ít có ai biết là sư ở trong chùa. Để đi được vào chùa Giác Tịnh thì mình sẽ di chuyển trên tuyến đường DT838. Thì mình sẽ thấy một cái cổng có tên là chùa Giác Tịnh. Thực ra thì cái đường đi vào cũng rất là khó cả nhà, nhưng mà nếu mình gõ trên bản đồ thì sẽ tìm thấy chùa Giác Tịnh. Bà con cô bác anh chị Phật tử gần xa thì có thể đến viếng chùa Giác Tịnh. Bây giờ mình sẽ quay khung cảnh xung quanh chùa cho cả nhà mình cùng xem. Thì đây là cái khung cảnh khuôn viên xung quanh chùa, đa phần là cây cối rậm rạp. Thì lúc sớm mình có trò chuyện với sư trụ trì thì sư có chia sẻ là sư không có muốn chặt những cái cây hoặc là làm cỏ, bởi vì cây cỏ đều có sự sống. Nên vì vậy sư giữ giới, sư không có chặt cây cũng như là không có làm cỏ. Vì vậy cảnh tượng xung quanh cả nhà có thể nhìn thấy cây cỏ mọc rất là nhiều. Theo như Tình được biết thì sư về đây tu tập vào năm 1978 và năm nay là năm 2023, thì đâu đó cũng hơn 50 năm rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ cùng với cả nhà mình sẽ đi dạo một vòng khuôn viên chùa, xem coi cái khung cảnh xung quanh có gì đặc biệt, cả nhà mình cùng tham quan. Sau đó mình sẽ đi vào chánh điện và sau đó nữa mình sẽ được trò chuyện với sư trụ trì. Cả nhà nhìn xem sư có trồng một vài loại hoa quả đây cả nhà, như là mướp hoặc là bí. Ngoài ra sư còn trồng thêm một vài loại hoa để cho cái khung cảnh xung quanh nó thơ mộng một chút xíu cả nhà. Đây cả nhà nhìn xem. Và nếu mà là một Phật tử lần đầu tiên đến chùa thì cái cảnh tượng xung quanh nó sẽ hơi rùng rợn một chút xíu, bởi vì ở đây có những cái cây dừa rất là cao và những cái lùm cây mọc nhìn rất là rậm rạp. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đến chùa Giác Tịnh cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm thì mình có đến đây rồi. Thì lúc đó chưa có cái con đường xi măng này cả nhà. Lúc đó chỉ là một cái con đường mòn nhỏ thôi. Nó chỉ là một cái lối mòn nhỏ thôi. Và toàn bộ khu vực xung quanh nơi đây, ngày trước là ở trên đó có một cái rừng tràm nữa cả nhà, một cái rừng tràm bít bùng luôn. Bây giờ người ta đã phát hoang ra nên nhìn nó trống trải một chút xíu. Cách đây 2 năm trước thì cái khu vực này thật sự rất là hoang vu, nhìn rất là ảm đạm, đặc biệt là vào cái khung giờ chiều của cả nhà, mình sẽ cảm nhận được một cái cảm giác nó ảm đạm vô cùng. Còn bây giờ thì người dân cũng bắt đầu về đây sinh sống nên người ta đã phát hoang ra. Những cái cây to thì giống như cây bên đó thì được người dân chặt đi bớt, những cái cây mà tạo ra những cái khoảng lùm bọng kiểu giống như là tối tăm thì người ta đã chặt đi bớt rồi cả nhà. Đây cả nhà nhìn xem, đây có những cái cây rất là to. Và theo như mình quan sát cả nhà, ở đây có một cái cây bơ, một cái cây bơ rất là khủng nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn xem này. Ủa, không biết có phải là cây bơ hay không. Cả nhà xem này. Ủa, không phải cây bơ cả nhà ơi, cây gì ấy, cây gì mà trái nhiều ghê ấy cả nhà này. Cả nhà xem này, trái đùm đùm luôn cả nhà, không phải cây bơ cả nhà ơi. Ban đầu mình nghĩ là cây bơ, mình nhìn xa mình tưởng đâu trái bơ không à, mình nói cây bơ sao mà trái nhiều vậy. Không phải cây bơ cả nhà, rất là nhiều trái luôn. Và cây này thì có một cái bộ rễ nhìn rất là đồ sộ cả nhà. Nhà xem,
một cái bộ rễ nhìn rất là khủng cả nhà. Mình đoán cây này chắc cũng đâu đó trên 50 năm á cả nhà. Chùa Giác Tịnh thì có niên đại hơn 100 năm rồi cả nhà. Hiện tại sư chủ trì là đời thứ tư. Các vị đời trước thì cũng chỉ tu tập có một mình thôi cả nhà, không có đệ tử. Trước đó thì cũng có nhiều nhà sư đến đây xin tu tập. Tuy nhiên những nhà sư đến có vẻ như là không có duyên hoặc là gặp những cái chuyện tâm linh nên các vị sư trẻ đã đi nơi khác tu tập rồi cả nhà, không ai bám trụ lại được ở ngôi chùa Giác Tịnh. Thật sự tới bây giờ mình vẫn chưa biết cây này là cây gì cả nhà, nhưng mà thấy trái nhiều quá, trái cũng rất là đẹp cả nhà. Cả nhà biết cây này là cây gì có thể comment ở phía bên dưới cho Tình mở mang thêm kiến thức nha cả nhà. Đây nè, trái nè cả nhà nhìn xem này, trái khá là nhiều. Còn đây là khung cảnh phía sau chùa. Cả nhà có thể nhìn thấy ở đây có một lăng mộ. Một lăng mộ được xây dựng hình kiểu tháp cả nhà. Diệu hương. Rất có thể đây là một trong những vị thân quyến của các vị sư đời trước đó cả nhà, cũng là Phật tử nên được chôn cất ở trong chùa và được xây dựng với một tòa tháp như thế này. Phía sau thì Tình có nhìn thấy có một vài loại cây có cái trái gì đó tròn tròn cả nhà. Tình thì không biết trái này mình gọi là trái gì, cả nhà biết thì có thể comment ở phía bên dưới nha cả nhà. Đây này cả nhà xem này, hình như là trái su hay là trái sọp gì đó cả nhà, trái rất là nhiều này cả nhà xem này, nhìn thì đẹp lắm mà không biết ăn có được hay không. Khung cảnh phía sau chùa cả nhà xem, một cái rừng cây rất rậm rạp. Bên đây thì Tình có thấy một cái tòa tháp rất là lớn. Bên trên thì có luôn cả một cái bình hồ lô. Với kiến trúc xây dựng này thì Tình nghĩ rất có thể đây là một trong những lăng mộ của sư trụ trì. Ở đây thì Tình có nhìn thấy được một tượng Phật Mẹ Quan Âm. Một tượng Phật Mẹ Quan Âm rất là sáng cả nhà. Cả nhà xem này, tượng Phật Mẹ Quan Âm rất là sáng. Hình như là sư trụ trì vừa mới thắp hương cả nhà. Hương còn đang cháy. Mỗi lần mà mình đến chùa hoặc là mình đi đâu đó mình nhìn thấy tượng Phật Mẹ Quan Âm có một cái cảm giác gì đó rất là thanh tịnh, rất là gần gũi, thánh thiện. Gương mặt của mẹ làm cho mình có một cái cảm giác người của mình nó thanh tịnh và giúp cho con người của mình xua tan đi những cái gì đó sân si, hoặc là xua tan đi những cái gì đó mà mình đang suy nghĩ nó mịt mù, nó mờ mệt đó cả nhà. Tạo cho mình một cái cảm giác rất là gần gũi cả nhà. Bởi vì thấy mỗi lần mà đi đến chùa Bắc Tông thì mình hay ghi hình những tượng Phật Mẹ Quan Âm cho cả nhà mình cùng xem. Phía sau nữa thì mình có nhìn thấy một nơi thờ cúng. Đây cả nhà xem. Ở đây thì để tiếng Hoa nên Tình không biết. Cả nhà biết thì có thể comment ở phía bên dưới để cho Tình mở mang thêm kiến thức ạ. Đây này cả nhà, nãy Tình thấy ở đây tới hai tòa tháp luôn cả nhà ơi. Ở
đây tới hai tòa tháp được. Rất có thể đây là hai tòa tháp của sư trụ trì đời trước đó cả nhà. Bửa tháp của Thích Huệ Nhất. Chắc có lẽ hai tòa tháp này là của sư trụ trì đời trước. Bởi vì nhìn kiến trúc xây dựng này, cả nhà nhìn xem này. Bên trên thì có tượng Phật Đức Thế Tôn nữa cả nhà. Và trên đỉnh những tòa tháp thì sẽ có một bình hồ lô như thế này. Cả hai tòa tháp đều có hai bình hồ lô, cả nhà có thể quan sát. Thì tôi nghĩ đây là hai vị sư trụ trì đời trước đó cả nhà. Ở đây có rất là nhiều loại cây ăn trái luôn cả nhà. Đây này, đây cái cây này cũng giống như cái cây lúc nãy mình thấy bên kia cả nhà, cũng trái rất là nhiều này. Ban đầu nhìn tưởng trái bơ nhưng mà thật sự không phải là trái bơ cả nhà. Cây này cũng to cả nhà. Đây có rất là nhiều dừa. Nếu mà buổi tối đi ra đây cảnh tượng sẽ khá là rùng rợn cả nhà. Vì xung quanh cây cỏ rất là nhiều. Cây cỏ rất là nhiều cả nhà. Nó tạo nên một cái cảm giác khá là âm u cả nhà. Thảo nào trước đó có nhiều vị sư trẻ đến đây tu tập mà không trụ lại được. Rất có thể là các vị sư trẻ tu tập theo không theo bát chánh đạo, hoặc là gặp những cái chuyện tâm linh, hay là không thể nào bám trụ lại được chùa và đã rời đi cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào bên trong chánh điện, mình sẽ ghi hình phía bên trong chánh điện cho cả nhà mình cùng xem nhé. Nếu mà buổi tối lạ lạ mà đi đến đây một mình chắc không dám đi cả nhà. Không dám đi đâu cả nhà. Nhìn cây cối xung quanh rậm rạp quá. Hôm trước mình có đi khám phá một cái ngôi nhà hoang á, thì mình thấy có rất là nhiều cây như thế này này, thì mình có ghi hình cho cả nhà mình cùng xem á. Nhiều cô chú anh chị vào trong bình luận nói đây là cây lưỡi hổ nha cả nhà, đây là cây lưỡi hổ. Cả nhà mình ai chưa biết thì có thể xem lại clip cũ của mình và từ đây cả nhà cũng có thể biết đây là cây lưỡi hổ. Rất cảm ơn vị khán giả xem trên kênh đã bình luận chia sẻ về cây này để cho Tình cũng như là cả nhà mình cùng biết thêm. Đường vào cổng chùa cả nhà có thể nhìn thấy ở đây có mấy cây dừa, rồi có một cái loại dây leo nó quấn trên cái cây dừa, nó tạo thành một cái màu xanh nhìn rất là đẹp cả nhà xem. Để Tình lấy nét gần cho cả nhà xem. Đó. Không biết cái loại dây leo này là cái loại dây leo gì mà nó quấn ở trên cây dừa. Bộ rễ cũng rất là to nha cả nhà, cho cả nhà xem này. Đó. Còn đây là khuôn viên chùa đây cả nhà. Nhà xem này. Khuôn viên chùa thì cũng nhỏ cả nhà. Ở đây thì mình thấy có mấy gian phòng. Nhưng mà những cái gian phòng này đóng cửa hết rồi cả nhà. Rất có thể những cái gian phòng này để chứa vật tư, hoặc là để chén bát, hoặc là để những cái
vật dụng cả nhà. Còn về phần chánh điện thì nằm ở đây, đây cả nhà có thể nhìn xem chùa Giác Tịnh. Đó, cả nhà nhìn xem phía trước chánh điện thì mình có thấy có một cái hòn Nông Bộ, một hòn Nông Bộ nha cả nhà. Xung quanh hòn Nông Bộ thì Tịnh có nhìn thấy có rất là nhiều hoa, như là hoa sứ này, rồi cây sương rồng nữa cả nhà. Bên kia thì có một cái cây dương, dương cũng khá là to cả nhà. Trên đó thì dường như có một cái cửa giống như cửa thông lên vậy đó cả nhà. Mời cả nhà xem này. Bây giờ mình sẽ vào bên trong chánh điện, mình ghi hình cho cả nhà mình cùng xem nhé. Thì lúc sớm mình có xin phép sư để sư mở cửa ra để cho mình vào trong, mình ghi hình cho cả nhà mình cùng xem. Để cả nhà xem. Ở đây thì mình có nhìn thấy một bộ ghế. Bộ ghế này chắc bộ ghế cổ xưa cả nhà. Đây, những cái bức chạm chỗ này, cả nhà xem này. Những cái bức chạm chỗ, những cái bức điêu khắc nhìn rất là tỉ mỉ cả nhà. Vào thời xưa thì người ta sẽ không có dùng đinh để mà đóng vào trong những cái bức chạm chỗ này, mà người ta sẽ dùng niêm, người ta sẽ dùng gỗ niêm gỗ lại, giữ lại, chứ người ta sẽ không có đóng đinh cả nhà. Đây cả nhà xem. Một cái bộ bàn nhìn rất là sắc sảo. Đó cả nhà xem. Nhìn sắc sảo vô cùng luôn cả nhà. Trước khi vào chánh điện chính thì cả nhà có thể nhìn thấy ở đây thì chùa được thờ tự rất là nhiều vị. Đây cả nhà xem. Chùa là chùa Phật giáo Bắc Tông nên chùa thờ rất nhiều tượng Phật cũng như là nhiều vị được truyền lại là linh thiêng cũng như là các vị che chở cho Phật tử bá gia bá tánh đó cả nhà. Ở đây thì mình thấy có thờ một vị, nhưng mà vị này thì mình không biết cả nhà. Ồ, đây là ông thần tài cả nhà. Cả nhà xem này. Đây là thần tài nha cả nhà. Ồ, cả nhà ơi. Ở đây thờ rất là nhiều hài cốt cũng như là có rất là nhiều người mất gửi vào chùa cả nhà. Thế nên cả nhà có thể nghe được tiếng kinh tụng liên tục để cầu siêu cầu độ cho các vị đã mất ở đây sớm đi siêu thoát đó cả nhà. Cả nhà xem này, có rất là nhiều hài cốt ở đây. Người lớn có, trẻ em cũng có nữa nha cả nhà. Rất là nhiều. Phía bên này thì mình có thấy nhiều bài vị, nhưng mà cách thờ cúng cũng khá là lạ cả nhà. Mình thấy có để muỗng này, đũa này, rồi chén ở đây nè cả nhà. Mình thì không có rành về chữ hoa. Chút xíu nữa mình sẽ hỏi chỗ sư thầy nơi đây là thờ cúng ai nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem này, có đũa, muỗng, rồi chén nữa nè cả nhà.
cùng về phần chính của chánh điện thì thờ các vị sư. Mình nghĩ đây là các vị sư trụ trì đời trước ở cả nhà. Ở nhà xem này, đây là hình ảnh của các vị sư trụ trì đời trước, những người đã có công xây dựng lên chùa Giác Tịnh. Ở nhà xem. Bên đây thì mình thấy thờ những vị đã mất, thì có nữ nữa cả nhà. Mình nghĩ đây có thể là chủ đất hoặc là những người đã có công xây dựng lên chùa Giác Tịnh đó cả nhà. Mình sẽ đi xuống phía sau coi phía sau có những gì nữa nha cả nhà. Ồ, cả nhà xem khung cảnh phía sau này cả nhà. Khung cảnh phía sau rất là trang nghiêm luôn cả nhà. Đây là Tam Bảo này cả nhà. Ở nhà xem này. Rất là nhiều tượng Phật ở đây cả nhà. Bên đây thì mình thấy có mẹ Quan Âm này. Rồi bên dưới thì có rất là nhiều vị. Mình nghĩ đây là một trong 18 vị La Hán á cả nhà. Ở bên đây có 9 vị, mình nghĩ bên kia cũng sẽ có 9 vị. Cả nhà xem này. Về phần phía Tam Bảo cả nhà có thể nhìn thấy các tượng Phật cũng như là các vị chư thiên được tô bởi một cái màu vàng sáng chiếu óng ánh luôn cả nhà. Nhà xem này. Một cái màu vàng nhìn rất là óng ánh cả nhà. Cả nhà xem này. Các tượng Phật ở đây được điêu khắc một cách rất là sắc sảo cả nhà. Trên cùng là tượng Phật A Di Đà nha cả nhà. Thường thì Phật giáo Bắc Tông sẽ thờ tự rất là nhiều vị Phật, và trên phần ngực của các vị Phật sẽ có một cái chữ vàng, nên mình rất là dễ phân biệt giữa Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông. Thường thì những ngôi chùa Nam Tông thì chỉ thờ có một Phật duy nhất, và Phật của Phật giáo Nam Tông là tượng Phật Đức Thế Tôn, và sẽ không có cái chữ vạn đằng trước, và bên vai áo sẽ hở xuống một chút xíu nha cả nhà. Thì có rất là nhiều câu hỏi của cô chú anh chị đặt ra là không biết tượng Phật Phật A Di Đà và Phật Đức Thế Tôn hay là Phật Thích Ca, mình hay gọi là Phật Thích Ca đó, thì không biết là vị nào có trước. Thì theo như kinh sách ghi lại thì Phật A Di Đà có trước, Phật Đức Thế Tôn là Phật Thích Ca thì có sau. Tuy nhiên Phật A Di Đà là trong tiềm thức mỗi con người chúng ta sẽ suy nghĩ ra là vị Phật A Di Đà là cảm nhận của mỗi con người. Còn Phật Đức Thế Tôn là Phật Thích Ca là có thật nha cả nhà, được thế giới công nhận và chứng nhận là Phật Đức Thế Tôn là có thật, được sử sách ghi lại cách đây 2.600 năm trước nha cả nhà. Như lúc nãy tình chia sẻ với cả nhà là bên này thế nào cũng sẽ có 9 vị. Đây cả nhà xem này, có 18 vị La Hán này, bên kia 9 vị và bên này 9 vị nha cả nhà. Còn trên cao hơn nữa thì cả nhà có thể nhìn thấy đây là
tượng Đạt Ma Tổ Sư nha cả nhà. Người có một gậy và quải một cái chiếc giày ở trên cái cây gậy đó cả nhà. Phía sau lưng tình thì có một tượng Phật. Ồ không, rất nhiều tượng nha cả nhà. Có hai vị hộ pháp hai bên. Cao nhất là tượng Phật Bà nghìn tay nghìn mắt nha cả nhà, đang cưỡi hạt nha cả nhà. Cả nhà xem này, trên tay của Phật Bà thì có rất là nhiều thần binh lợi khí. Cả nhà xem này, có chuông, có kiếm, rồi có vòng nữa nha cả nhà. Về phần những hoa văn kết cấu xây dựng thì được tô bởi một cái tông màu vàng nha cả nhà. Nhìn rất là sang trọng và huyền bí cả nhà. Đây là cả nhà xem này. Nó được sơn bởi một cái màu vàng ánh kim nha cả nhà. Nhìn rất là huyền bí. Còn về phần nóc chùa thì được xây dựng bằng gạch. Ồ không, bằng ngói nha cả nhà. Ngói xưa cả nhà. Đây, ngói này. Dạ con chào sư ạ. Dạ hôm nay hữu duyên về Cần Giuộc Long An thì cũng may mắn gặp được sư ở đây. Thực sự đây là lần thứ ba con đến đây con mới gặp được sư. Hai lần trước thì con đến nhưng mà không có thấy sư, cũng như là lúc nào cũng khóa cửa. Và hai lần trước con đến đó là chùa mình chưa có xây dựng cái đường, nó chỉ là một cái lối mòn nhỏ thôi, và xung quanh nó thì cây cỏ rất là nhiều. Lần đó con đến cũng vào cái khung giờ này, cũng khung 5-6 giờ chiều. Thì cái cảnh tượng xung quanh nhìn hơi tối hơn. Dạ, hơi rậm rạp một chút xíu, nên có một cái cảm giác nó cũng khá là huyền bí về chùa của mình. Thì lần này hữu duyên quay trở lại Cần Giuộc Long An thì con may mắn gặp được sư ở đây, và sư cũng có mở cửa cho con khám phá khu vực chánh điện, cũng như là cho phép con đi khuôn viên chùa để cho bà con cô bác anh chị Phật tử gần xa khi mà biết về chùa giác tỉnh của mình thì có thể có đi ngang qua đây, hoặc là có thể đi hành hương, cũng có thể ghé thăm chùa của mình. Tại vì con thấy chùa của mình cũng ở trong sâu, ít được Phật tử biết tới. Thật sự nếu mà nói để về chùa mình thì chắc cũng thuộc diện chùa nghèo đúng không thưa sư? Đúng rồi, tôi thuộc đây thuộc xã ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc. Ở đây là cũng ráp danh với huyện Cần Giuộc nữa, Đức nữa. Ở đây hồi đó là chưa có mấy con lộ đó, là nó nằm nó giữa đồng, nó vậy. Dạ. Vắng rồi, giờ nó cũng có thuận tiện giao thông rồi, nó mở thứ đường này kia nọ cũng gần gần đó vậy. Sư có thể cho bà con cô bác anh chị biết pháp danh của sư, cũng như là sư năm nay bao nhiêu tuổi được không thưa sư? Tôi thì thế danh của tôi là Lê Văn Thường. Dạ. Còn pháp danh đó là Thích Huệ Niệm. Thích Huệ Niệm. À. Dạ. Sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi sư ạ? Nay 75 tuổi. 75. Ngày xưa sư quy y xuất gia năm đó, lúc đó mình bao nhiêu tuổi hả sinh ha? Tôi sinh 1950. Yeah. 50 thì tới năm 1963 là xuất gia. 63 xuất gia là ở chùa Từ Thoàn, ở quận 8. Dạ. Rồi lúc còn trẻ là sư phát tâm đi tu luôn. Có nghĩa là mình chưa có từng trải thì qua lập gia đình gì luôn. Lúc còn trẻ còn đi học cái thời kỳ chế độ cũ á. Dạ. Rồi cũng hiếu động rồi. Dạ. Rồi lúc lên để ngủ, hồi xưa kêu để ngủ đó, rồi hiếu động, rồi cũng nó bất đồng với bạn học với nhau. Dạ. Rồi thôi giọt đi luôn. Mà bản chất thì tôi chơi ngoài đời thì tôi cũng ít lắm, nó không mình không có khiếu đó. Giờ lên trên gặp quý thầy đồ quý lớn nữa,
rồi gặp hòa thượng của hòa thượng Từ Thoàn á, rồi ông là thôi mày cạo đầu theo tao, rồi thôi cạo đầu theo hòa thượng luôn. Rồi từ đó đến giờ là sư chuyên tâm tu tập luôn. Rồi ở chùa trển rồi tới năm 75 đó là hòa thượng đây ông yếu quá. Dạ. Ông kêu về cũng là cháu của hòa thượng. Dạ. Vậy là sư về tiếp quản chùa là năm 75 đến giờ luôn. Không, tôi tiếp quản là năm tới 70 năm 2001 á, 2001. Bởi vì có ông sư đệ tôi ở đây. Yeah. Ở đây rồi ông bị tai nạn. Yeah. Tai nạn mất, rồi còn mình sư ông lớn tuổi, cao tuổi rồi ông yếu rồi, rồi thôi ông kêu về chứ rồi tôi tính là ở thành phố luôn rồi. Yeah. Vậy tính ra sư là đời thứ mấy của chùa Giác Tịnh không? Đây tôi là tới đây đời tới đời tôi là đời thứ thứ tư. Yeah. Chùa mình thì có niên đại bao nhiêu năm rồi thưa sư? Chùa này thành lập năm 1922. 101 năm. À, sắp 102 năm. Yeah. Vào những ngày lễ lớn hay là những ngày giỗ lớn thì rơi vào ngày mấy thưa sư? Ở đây cái lễ mà quý kỵ tổ sư á, tôi cúng đây là 28 tháng 3. Ở năm làm lễ quý kỵ 28 tháng 3. Dạ. Chư Sơn Thiền Đức ở trong huyện Cần Vua Cần Đước đây cũng tụ về đây. Dạ. Để làm lễ tưởng niệm đó, niệm đó. Phật tử ở trong khu vực của mình thì được khoảng bao nhiêu hộ? Ở đây theo khoảng chừng 50-60 hộ vậy thôi. Dạ. Vậy mấy gần gần ở khu vực nào gần có chùa đi chừng vài 300 mét thì người ta đi về chùa đó gần gần. Giờ nói chung ra giờ nông thôn mà nó đâu có đâu âu đó vậy. Yeah. Sư cho phép con xin được hỏi một câu, tại vì con nhìn thấy chân tướng của sư có một điều rất là đặc biệt, cái này là con xin mạo phép con hỏi. Cái chân mày của sư là sự hình thành nó tự nhiên như vậy luôn hay là có cái biến chuyển gì không mà sao sư có một cái chân mày nếu mà nhìn kỹ nha, thật sự rất là giống vị Đạt Ma tổ sư, thật sự rất là giống. Mà con nghĩ chắc cái này không phải chỉ một mình con thấy đâu, sẽ có rất là nhiều cô bác anh chị Phật tử cũng thấy giống như vậy. Không, từ đó giờ nó vậy đó. Yeah. Chân mày tôi chân mày nắm kéo dài dài vậy nè. Yeah. Nhưng mà nó có một cái nét giống như là của vị Đạt Ma tổ sư. Cũng nhiều người hỏi giống như con đúng không thưa sư? Thì nó tự nhiên vậy à, chứ yeah, tôi không có làm hết. Yeah. Vâng, nói chung ra thì giờ tôi nói thật đó là thôi mình không có gì, có chỉ lo Phật pháp vậy thôi. Giờ mình chuyên tâm hành trì tụng niệm vậy thì bên phái tôi đây là phái bên Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ tất nhiên là tụng kinh. Yeah. Chứ không phải thiền tông. Yeah. Thôi chỉ có thờ khóa tụng kinh niệm Phật vậy. Yeah. Vậy rồi mình thôi đâu có lo nghĩ gì đời nhiều. Yeah. Nó thật là vậy. Khi mà con đến chùa Giác Tịnh, giây phút lần đầu tiên mà con gặp sư á, cái hình ảnh mà đập vào mắt con á là một vị sư khá là giản dị. Thật sự khi mà gặp được sư, thấy sư mặc trên mình một cái chiếc y còn dính rất là nhiều bụi đất, con không nghĩ là sư đơn giản đến như vậy luôn ấy. Tôi đâu có xe xua đơn giản lắm. Tôi đi tôi cũng hòa đồng, thí dụ đi đầu này đầu kia vậy, hòa đồng với quý huynh đệ trẻ rồi vậy chứ tôi không phải. Thì còn hiện năm như đợt kỳ đại học Phật giáo đợt này đó. Yeah. Năm nay đó, hôm rồi đó hơn. Yeah. Tôi thì cũng được tấn phong lên. Yeah. Tấn phong hòa thượng rồi. Sư lên hòa thượng luôn rồi hả sư? Tấn phong lên đó nè. Chàng ơi, vậy là coi nhưng như... Nhưng mà tôi thì quý thầy kêu hòa thượng, tôi nói trời không dám đâu, nói vậy mình... cái đức mình không có, chỉ chuyên tu niệm Phật thôi. Thôi, tại thì giờ giáo hội nó làm thủ tục, nó đưa về Trung ương, tấn phong, rồi nó ra giờ đây không...
đâu có ai mà nhận xét sao rồi làm đưa vậy thôi, chứ tôi cũng không muốn nó vậy. Thật ra Đợt một này cái là tôi mới làm thinh ấy, chứ mỗi lần được đợt trước đem hồ sơ xuống biểu ký, tất nhiên đại hội nay 4 năm rồi đó là nó làm rồi, nhưng mà tôi cũng không có chịu, tôi không có ký, tôi là thôi không dám đâu, nó vậy. Khi mình nhận chức càng cao thì chắc hẳn là À, nói cái trách vậy nhiệm của mình nó càng lớn nữa sư ạ. thì tôi nói, tôi theo tôi á, là phải cao chừng nào nó phải, mình phải hạ thấp mình xuống chừng nấy, nói vậy. Chiếc máy bay mà ở dưới thì em thấy nó bự phải không, mà máy bay lúc trên trời xanh thì nhỏ xíu gì đó, làm vậy đó. Thì ý của tôi là nó đơn giản vậy, thì mình phải lên cao chừng nào là mình phải càng khiêm tốn chừng nấy nữa, cái đi cái đứng cái ăn cái nói này kia nó phải như thế nào, nó khó lắm, nó vậy, chứ không phải nó bừa bãi được, nó vậy. Mình phải xét mình như thế nào rồi mình phải bớt lại, nó vậy, từ từ việc bớt lại, nó khó lắm em, nó vậy. Khi mà một mình ở trong một cái ngôi chùa mà khá là sâu như thế này, rồi sư tu tập cũng chỉ có một mình, chắc hẳn là cái thời gian để mà dành tụng kinh niệm Phật của sư dành hết cho cái việc chuyên tâm tu tập rất là Thì nhiều nói đúng không chung sư? là tôi giờ thì khoảng chừng nay vài năm nay thì tôi mấy ông hỏi tôi sao không phát triển, mấy huynh đệ rồi giờ trụ trì mấy chùa lớn ở thành phố ấy, vận động đồ là phát triển lên. Tôi là thôi giờ làm thì ra phải làm, phải bắt bắt buộc phải suy nghĩ, phải sắp xếp này kia nọ, chứ đâu phải nói bày ra rồi bỏ, nó vậy. Thì cái chuyện bên tu hành của mình nó sẽ bớt đi thôi. Mình giờ tôi ra thôi, giờ có chỗ kín đáo, chỗ có chỗ tu vậy thôi được rồi, nó vậy là tốt quá rồi thôi. Mà cá thể của mình thì giờ có mình cá thể mình thôi, nó vậy. Rồi nữa sau thí dụ mấy em nó học hành đồ, thí dụ tôi tịch rồi thì mấy em khác nó về đây nó phát triển thêm nữa, nó vậy. Cái giờ khả năng mình già rồi mình đâu làm gì đó, thôi Nghĩa chỉ có là một cái vậy thôi. sư muốn dành thời gian của mình để mà cho cái việc tu tập nhiều À, hơn, tu tập chuyên nhiều tâm. hơn nữa vậy. Có một điều rất đặc biệt sư ạ. Con thấy chùa mình thì chỉ có một mỗi một mình sư thôi, thì không biết trước đó có các vị sư trẻ hay là có huynh đệ nào đến đây xin tu tập ở lại không thưa sư? Có, nhưng mà tôi ra đây không thôi khỏi nữa, sao thí dụ rồi ra giáo hội bổ nhiệm về bổ nhiệm mấy em cứ lo tu đi, rồi không viên nhân viên đến thì nó đến, à còn giờ không có nhân viên ở đây thì giờ vô đây rồi cũng không không được, nó vậy, nó vậy, cái gì cũng có duyên, nó vậy. Dạ thưa sư, lúc nãy con đi tham quan khu vực Cửu Huyền Thất Tổ đó sư, thì con thấy có một nơi để chén này, dĩa này, đũa này, cái đó là mình để thờ cúng cho các À, vị của quyền tâm linh, Cửu Huyền Tâm Linh, à của quyền tâm linh là đó, là những của quyền tâm linh, người có công gia à hộ. có thí dụ hồi đó đóng góp chùa này kia nọ đồ đó, rồi sau này với công quả chùa đó rồi người ta thờ ở chùa luôn, nó vậy, chứ tịch mất rồi thờ ở chùa Vậy là đó. nếu mà đúng thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ mà ở trong chùa là sẽ có để chén dĩa cũng như À, là đúng một rồi, nó có dạ để vậy theo cái tập quán của người Việt mình là nó vậy, dạ nó để chén đũa này kia nọ rồi con theo tập thấy quán của mình ở à. có một nơi sư, có một nơi để hài cốt rồi để hình của người mất á sư, là cái đó của Phật tử gửi Cái lên đó Phật chùa. tử, các bạn Phật tử, còn mấy vị mà mấy bạn bên đây hai bạn của quyền đó là thuộc của quyền tâm linh của chùa, tất nhiên là người ta hiến cúng này kia nọ đồ hỗ trợ cho chùa đó, thờ riêng ra nó là vậy. Còn cái Phật tử mà chung, Phật tử thường đó là có riêng bằng riêng nó vậy. Ở Con đây thấy thì chật hẹp thì không có phân biệt là nam nữ hết, nó chung và bạn hết đó. lúc nãy con đi quan sát khám phá khuôn viên chùa, tham quan á, tham quan khuôn viên chùa thì con thấy có một tượng Phật Mẹ Quan Âm lớn ở ở trước cổng phía đằng trước á, cái đó là mới đúng không thưa sư? Cái đó mới mới sau này Cái Phật tử cúng dường hả sư? rồi, cái đó hình như 2003 phải. Dạ Phật tử ở trên
về đây nó thấy rồi năn nỉ thầy. Thầy mới chấp nhận cho làm, rồi làm hết luôn vậy chứ. Rồi thợ thầy đồ của mấy cô đồ đã xuống làm luôn vậy, cái thầy cũng không có Hai làm nghìn lẻ nữa. ba mà sao con thấy còn mới dữ vậy Sơn? Đội tưởng mới ghê vậy Sơn. Mới là mới 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 mặc áo lại, Dạ. mới mặc áo lại hôm nay khoảng mấy tượng trong là cũng vậy đó, mặc áo lại nay khoảng tháng rưỡi nay. Dạ. Có nghe sư chia sẻ là những cái vách tường ngày xưa là được xây dựng vào trước những năm 75 á, được xây dựng bằng viên gạch lớn á sư, gạch mà thứ Gạch gạch hồi lóc, xưa. Dạ. hồi đó kêu gạch lóc đó, Gạch là lóc. cát với xi măng Dạ. Để chống kiểu như chống là đạn đồ đó, dạ. bị thời kỳ chiến tranh mà. Dạ. Rồi có một tượng Phật mà sư chia sẻ là ngày xưa giống như là Bị cái chánh điện này hồi đó bằng cây bằng cây. gỗ, Dạ. gỗ không à, gỗ mà rồi bốn cái tứ trụ gỗ, rồi bàn Phật cũng bằng cái bàn cũng gỗ. Dạ. Thời tượng Phật Di Đà đó rồi bị thời kỳ chiến tranh đó rồi bom nó dập vô đây, dập đây thì bàn Phật đồ sụm hết mà nó nước Di Đà giờ còn nguyên si không có gì hết, nó vậy. Ồ. Nó có chỗ đó thì nó mình nói về tâm linh là thấy đó, thấy cũng có. Có nhiều chuyện mình không 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 thật sự là rất là khó lý giải luôn á sư ạ. Con đi cũng nhiều nơi á thì cũng có những cái hiện tượng như ngày xưa chiến tranh bom rơi loạn lạc vậy đó, nhưng mà những tượng Phật lại không có bị gì ha sư ha, Dạ thấy đúng thấy rồi, lạ thì nó về tâm linh mình cũng không có lý giải hết nổi. nghĩa là ngày Rồi xưa lý do đó rồi thầy ông mới hòa thượng hồi đó mới nó tiêu hết cái chánh điện mất hết rồi mới mới bắt đầu làm xây dựng lại cái ngôi Tam Bảo này đúc đó là năm 73. dạ vậy là trước đó Nó bị bom rồi, hư bị hết bom. rồi. Dạ, nhưng mà tượng Phật Đức Còn A Di nguyên Đà à là rồi nguyên luôn hay sao ha? còn nguyên bàn đó thì bị bom nó phang đi đồ này kia, nó đứt chân đồ hết rồi, cái đó bỏ hết rồi. Dạ. Rồi mới đưa sửa lại, rồi sửa lại cái chùa này xây dựng lại là năm 1973, lúc đó còn nước giặc mà bây giờ nó tiêu hết rồi phải làm thôi, như nó vậy Dạ. chứ thời kỳ làm ở đây cũng rất là khó khăn, nó vậy làm xây dựng này mà hồi đó đâu có tiền bạc gì đâu, cứ làm năm chút 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 rồi Như là 6 là năm trời. được bao nhiêu làm bấy nhiêu, bấy Có nhiêu nhiêu vun làm đắp nhiêu từ vậy. từ dạ. Rồi hồi đó cát đá rồi đâu phải như giờ phương tiện mà có xe cộ rồi đó, là đẩy từ có xe ba bánh đó, rồi đẩy mùa khô mới đẩy cát đá về, đẩy băng đồng nữa. Con đang suy nghĩ này à, cách đây 2 năm trước đó thì con có đến chùa, lúc đó chỉ là một cái lối mòn nhỏ thôi. Vậy thế trước 2 năm trước đó nữa, vào năm 1973 như lời sư chia sẻ, con nghĩ là sẽ là một cái đường cũng nhỏ dữ nữa mà để vận chuyển vật tư vô đây chắc ngày xưa cũng hơi bị vất vả sư ạ. Vất vả lắm, hồi đó là đây là vất vả dữ lắm, thành ra tôi nói xây dựng này mà tới 6 năm trời lận mượn. Tới mùa khô mới chuyển cát đá vô, hôm mùa mưa là nghỉ, nói vậy. Với lại ngày xưa hưởng ứng cái Phật pháp nó cũng còn rất là hạn chế. Nói chung Phật tử thì cũng còn hạn chế lắm, nói vậy. Rồi có người phát tâm thì cũng được mấy cái mấy vị phát tâm là người ta mua bán cát đá rồi đó, mà ở đây mình đâu không có tiền, rồi người ta nói thí dụ bán hồi đó sử dụng đường thủy nhiều hơn chứ không phải đường bộ, rồi ghe người ta chở bán hết rồi còn lại chút đỉnh là về đổ đó, rồi mình mới đi vận chuyển về, rồi chừng nào có tiền gửi lại cái đó cũng như họ lời cái đó để họ để dành đó về, không một phần nào cúng chùa phần nào mình trả trả như vậy, thành ra kéo dài dữ, cái chùa đâu có lớn đâu mà làm 6 năm. Vào năm 1972, 73, những năm đó thì nạn đói. Rồi sau khi giải phóng năm 75 đó thì lúc đó cuộc sống của người dân cũng còn khá là Rồi hạn mới giải chế, phóng vất rồi thì vả. khổ lắm chứ, là nó vậy tới năm Nên 78 bon bót tràn qua một lần nữa, chiến tranh bon bót một lần nữa. Thì lúc đó cuộc sống của người dân cũng khá là vất vả, nạn đói nó kéo dài, tại vì lúc đó mới mới hòa bình thôi, đời sống người dân còn rất là hạn chế, nên lúc đó Phật tử cũng rất là ít, nhưng mà để xây dựng được một chánh điện thật sự cũng phải nói là một cái quá trình rất là gian nan để mà gìn giữ lại những cái nét tâm linh về chùa ở trong một cái vùng quê như thế này thật sự cũng rất là khó.
và được sư duy trì đến ngày hôm nay cũng thật sự nó là một cái việc rất là tuyệt vời. Chứ ở một cái cấp độ giống như sư ở vị trí hòa thượng, nhưng mà nếu mà để xây dựng cái mức độ hoành tráng thì có thể là sư đã xây dựng nhiều năm về trước rồi, chứ không phải là chờ đợi đến bây giờ. Nhưng mà sư vẫn muốn giữ lại một cái chút gì đó nó đơn sơ, nó đơn giản, mộc mạc, rất là khó. Ê, sư cho con hỏi là khi mà sư tu tập ở đây một mình, và nơi đây thì Cửu Quyền Thất Tổ cũng nghĩa là các vị mà ngày xưa đã cống hiến cho chùa rất là nhiều, thấy cái vấn đề về Cửu Quyền tâm linh giống như sư nói, thì những cái giai đoạn đó sư có tin vào tâm linh không thưa sư? Thì tôi đây tôi nói chung ra tôi tin vào tâm linh lắm. Tin à, nói vậy. Thành ra giờ nó tôi thờ khóa tôi không bao giờ dám bỏ, nói vậy. Vì một lần tôi nói thằng để tôi kể câu chuyện là tôi đi tham quan ở từ đi ra miền Bắc hết các tỉnh chơi á là một tháng đúng. Rồi tôi chỉ ở trển mấy cô đồ nói thầy làm đi tụi con đi ra miền Bắc kiếm tháng. Rồi thôi đóng cửa. Đóng cửa hết, khóa lại hết rồi gửi chiều qua đốt mấy cô đồ chạy qua mở cửa đốt ngang thôi. Tôi đi một tháng về đây rồi thì mình tiếp tục theo thời khóa nữa. Bữa trước vô ngồi tụng kinh tối nha, 7 giờ ngồi tụng kinh trở nó thì dách nè vỗ bóp 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 vài ba cái vậy, ngồi nghe vậy thôi. Thì thôi mà hồi đó có một cô sau này tối cổ vô cổ dòng chuông tôi ngồi tụng kinh thì cũng làm thinh thôi, tôi tụng hết thời kinh qua bữa sau tất nhiên là nó dỗ giáp dách hết, mà hỏi em là ở đây là nó vắng vẻ đâu có nhà cửa ai mà có ai đâu mà lại đây ghẹ ấy dỗ chính thầy lẹo lưỡi hơn luôn, ngồi mà nó giỡn ốc lên rồi là không hết tụng kinh luôn được đó. Nhưng mà tôi biết rồi là bị mình đi cái tâm linh ở đây, người ta mình hàng ngày phải thí chiều và thí thực cho người ta mà mình bỏ hết rồi một tháng gì rồi không mèo rồi nó đây mèo quan dữ lắm. Dạ dạ. Rồi cũng vậy đó, tôi thôi bỏ xuống đốt qua nhang tôi ra tôi giấy. Còn cô mà tôi nói vô giọng chôn rồi thôi cô không dám vô luôn. Là cô đó không dám tới không vô luôn tới dạ. Sau này cô mất luôn. Chàng ơi. Nói vậy. Nghĩa là cô làm quá cái thôi cô lật đặt cổ xuống, cô lột áo cô máng lên cô chạy về tuốt luôn rồi không dám tối không dám vô chùa này nữa. Nghĩa là trong khoảng thời gian đó là sư đi du tăng cùng với Phật tử của mình đi từ Nam ra Hà Nội. Đi ra ngoài rồi mình mới gửi một tháng đúng á. Mình mới gửi chìa khóa lại cho Phật tử gửi thắp hương. Nhà cổ vô có đốt nhang rồi đó. Dạ. Ngày đầu tiên về sư tụng kinh là gặp cái hiện tượng đó luôn hả sư? Ngày đầu tiên luôn. Ngày đầu tiên khi mà mình đi từ Hà Nội về đây. Thế lúc mà sư nghe tiếng dỗ vô tường hả sư? Vì sự nếu mà nói một bàn tay con người mình mà dỗ vô tường thì chắc cái âm thanh nó cũng không có lớn lắm đâu. Chỉ có một cái giống như là cái hiện tượng tâm linh. Dỗ bóp bóp vậy. Dạ dạ. Nó vậy. Dạ. Dỗ đi ra, dắt hết ra rồi bóp hả? Dạ. 2 ngày liên tục luôn hả sư? 2 ngày luôn. Dạ. Rồi cái cô Phật tử đó là sợ quá không? Bỏ luôn tới sao cổ mất luôn không nhớ. Dạ. Mà ngày vô chùa chứ một đêm không dám vô nữa. Dạ. Thật sự nói giữa một vị chân tu với một vị Phật tử bình thường khác nhau ở chỗ đó. Một vị Phật tử bình thường khi mà nghe những cái âm thanh hoặc là có những cái hiện tượng lạ thì người ta sợ đến nỗi mà người ta không dám lại một lần nữa. Còn khi mà sư nghe cái âm thanh đó thì sư vẫn phải cố gắng trì chú, vẫn phải cố gắng tụng kinh. Có vẻ như là các vị giống như là giận sư đi lâu ngày quá không có tụng kinh đúng không thưa sư? Bị mình đi mình không có xin phép nó vậy. Xin phép là nó phải để gạo muối nước đồ bao nhiêu ở đó để đó để thời gian vắng của mình không có, mình trì chú sẵn đó để đó. Nói vậy thì thôi, còn này tôi thì nó lúc mà mình cũng hơi ngang đó vậy. Yeah. Thôi đi à chứ không có báo ai hết nó vậy. Yeah. Lúc mà sư nghe tiếng vỗ
lớp bớp như vậy, lúc đó là sư giống như là cũng đương ngồi tụng kinh mà đương ngồi tụng mất mất bình tĩnh luôn hết sư, hết hết không đọc được, không đọc được, cứng miệng lưỡi luôn rồi. Dạ. Rồi ra tôi đốt nhang tôi giấy rồi thôi qua bữa sau tôi luôn đâu có gì nữa. Dạ. Chắc hẳn là khi mà sư dạ, sám hối người ta nói vậy, mình là cái đó cái lỗi của mình dạ. Phải sám hối người ta. Dạ. Vậy thế con mới nói là giữa một vị Phật tử bình thường với một vị chân tu khác nhau chỗ đó. Một vị chân tu thì còn bám trụ lại được và biết mình giống như là mình có lỗi đâu để mình sám hối lại. Còn Phật như cái cô Phật tử đó là coi như là giống như là bị ám ảnh, nó sợ. Sợ luôn đó vậy. Dạ. Chứ hãy là khi mà sư một mình tu tập ở đây thì chắc cũng nhiều chuyện tâm linh nó xảy ra huyền bí lắm đúng không thưa sư? Thì nó động hoài vậy, nó mà nghe nhưng mà không có gì cả. Như nãy tiếng động em nói. Ấy nhưng mà nghe tiếng động là thầy biết cái vật gì rồi, nó vậy. Yeah. Ở đây thì mấy con mèo đồ quan này kia chuột đồ nó quái vậy. Nhưng mà trong một cái thời điểm, một cái thời khắc nó quan trọng. Giống như nãy giờ sư trò mình nói chuyện với nhau bình thường. Ủa sao mèo nó không phát ra cái âm thanh đó. Nhưng mà tới khi mà cái thời điểm mà mình đang nhắc lại một cái hiện tượng tâm linh ở một cái thời điểm nhất định thì tự nhiên mèo nó lại xuất hiện ngay cái giai đoạn. Đôi khi cái giai đoạn mà nó xuất hiện đó nha, cái giai đoạn mà thí dụ như mình nãy mình nói có thể là mèo đi, nhưng mà nó xuất hiện đúng ngay cái thời điểm mà mình đang nhắc lại cái hiện tượng tâm linh đó, nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như là đang nhắc nhở lại cái thời điểm đó. Giống như nãy giờ con với sư trò chuyện là sao mèo không làm nữa đi, nhưng mà khi mà sư nhắc lại cái giai đoạn mà sư đi lâu ngày quá rồi, sư không thông báo cũng như là không có làm đầy đủ cái trách nhiệm của mình ấy. Giống như cái giai đoạn đó cái mẹo làm răm thì giờ cái lại hết, giống như đang nhắc nhở lại cái giai đoạn đó là sư. Đúng rồi, thì có mấy đạo tràng Pháp Hoa thì ở chùa đây thì có đạo tràng Pháp Hoa ở trên Thủ Đức. Yeah. Thì cũng thường hàng tháng về đây một ngày. Dạ. Hôm qua thì trong đó cũng có mấy cô cũng nói chùa thầy cũng vô sao thấy quá trời đông. Ồ. Nói vậy tôi cười vậy thôi, chứ còn nó không phải, nó tùy theo mỗi người nó vậy. Dạ, dạ. Mấy cổ đi thì nó đi suốt luôn, đầu này đầu kia chùa hàng ngày đi đâu tụng hôm qua cái lịch của mấy cổ là suốt tháng hết nó. Dạ. Vậy nó là đầy thôi, còn thấy thầy dám ở trên đây còn thấy đông quá. Khi mà sư nghe các cô Phật tử nói là ở đây đông quá như vậy, lúc đó sư có sợ? Không, tôi bình thường không có gì cả nói vậy. Nhưng mà sư có cảm nhận là ở đây có đông đồng vị giống như chỗ có đó. Thì nói tôi thì mình mỗi mình thời kinh của mình, tất nhiên các tâm linh ta, các hương linh của người ta đã lắng ngồi, người ta lắng nghe để người ta trị, để mà giáng sanh, thì mình phải có cái tâm của mình, phải chí tâm vào đó để mà tụng thời kinh để hồi hướng cho mọi người. Thì làm chuyện đó đâu có ai phá mình nữa. Thí dụ thầy cho con đồ, con đâu giờ con quan hỷ thôi chứ đâu có buồn thầy gì, phải không? Sợ mình không làm được chuyện đó thì mà người ta ở đây ta muốn nghe kinh mà mình không làm được thì người ta buồn. Nói vậy. Mình làm trách nhiệm đó mà không, mình không làm, nói vậy, sợ cái vậy thôi. Còn thành ra thầy bình thường có mấy huynh đệ đổ trẻ lâu lâu rồi đi đâu rồi về ghé điện thầy đây rồi ghé chơi nói chuyện thôi, trời ông ở mình im ru vậy sợ không? Tôi có gì đâu sợ. Có gì đó bình thường. Bình thường nếu mà để duy trì tu tập mấy chục năm ở trong một cái ngôi chùa, ở trong một cái khu vực hoang vu như thế này thật sự bất khiến người làm được. Thứ nhất là về điều kiện kinh tế. Bây giờ thì thực sự mà nói thì ai cũng muốn mình, cái người đầu tiên mà họ xuất gia đi tu thôi, họ cũng muốn mình tu ở một cái ngôi chùa lớn và cơ sở vật chất nó vẫn đầy đủ hơn. Con nghĩ mà nhiều năm về trước khi mà sư về đây tu tập thì cái cơ sở vật chất nó đã khó khăn rồi, nhưng mà sư vẫn duy trì được tới ngày hôm nay. Thật sự những cái việc làm của sư đáng được Phật tử trân trọng nhiều hơn nữa. Một cái nơi hoang vu như thế này, thời ngày xưa chiến tranh loạn lạc, có rất là nhiều người họ mất, họ cần được những người mà nghe tụng kinh để mà giúp họ đi vãng sanh, là sư để làm duy trì những cái việc đó trong suốt nhiều năm như vậy. Thật sự
điều mà sư đang làm sẽ được Phật tử trân trọng rất nhiều. Nên lúc nãy sư nói với con là khi mà sư được giống như tấn phong trong một cái chức vị mới, là chức vị hòa thượng, mà sư nghĩ là mình nhỏ bé, mình phải hạ mình lại. Những cái việc làm của sư lâu ngày giống như là được các vị chư thiên cũng như là được các hương linh phù hộ cho sư, để gia hộ cho sư, để sư đạt được cái một cái tấn phong tuyệt vời trong cái quá trình suốt mấy chục năm mà mình tu tập ở đây như thế này. Chứ còn nghĩ ngày xưa mà về đây với cái cảnh vật hoang vu như thế này, đừng nói ngày xưa, bây giờ luôn này, bỏ một vị sư mà trẻ trẻ vào trong đây với cái cảnh vật hoang vu như thế này, thực sự cũng chưa chắc gì ai mà chọn. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy thầy trẻ trẻ đi cũng quen thầy, không là sư ông ở đây mình, sư ông nghe tụi con chắc ông nổi. Buổi tối thôi mình nhìn thấy những cái tàn cây lớn xung quanh này, rồi cái khoảng không gian nó im lặng vô cùng luôn. Buổi tối đây chắc mình chỉ nghe được, nhiều năm về trước chắc mình chỉ nghe được tiếng chim với tiếng con này con kia nó kêu vào ban đêm thôi. Đây chỉ có nhiêu đó thôi. Và ban đêm mình nghe những cái tiếng chim lạ kêu thôi, nên nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác rợn người á sư ạ. Dạ, hôm nay con rất là may mắn khi mà gặp được sư ở đây, chia sẻ cho con những điều hay về lý lẽ sống. Thứ nhất là về cái đức tính khiêm tốn, khiêm nhường. Thứ hai nữa là sư cũng chia sẻ cho con quá trình tu tập của sư, rồi và những câu chuyện tâm linh xoay quanh chùa Giác Tịnh. Không thể là nói chung ra giờ làm gì, làm học cỡ nào học, thì nó làm ông thầy thì phải có cái bản chất khiêm cung một chút. Nói vậy thì đây tôi quý thầy trẻ thì cũng phải nên giữ cái đó. Nói vậy, mình giỏi cỡ nào giỏi cũng phải có khiêm cung, chứ không phải nói rồi tự động rồi nói rồi mình giỏi là ta đây là cái đó là cái ngã của mình, làm cái ngã cho nó phát triển lên. Hôm nay chút mai chút thì nó càng ngày càng lớn. Nhưng cái tôi của mình mỗi ngày nó lớn lên. Cái tôi của mình nó càng ngày càng lớn. Thì nói chung ra thì quý thầy xuất gia trẻ giờ thì tôi cũng hay nói vậy, thì giỏi cỡ nào giỏi, ông làm học rồi về bên Ứng Phú giỏi này kia, cúng kiến đồ giỏi, thì ông cũng phải có bản chất mình giỏi mà để người ta tôn, chứ mình đừng có ta tôn mình rồi mình cái ngã của mình đó, nó đi theo cái đó không? Mình phải khiêm cung chút, tự tốn chút, nói vậy. Dạ, con cảm ơn sư đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con cũng như là quý cô chú anh chị học được những cái đức tính từ sư, khiêm cung khiêm nhường, những cái đức tính giản dị. Thực sự để mà chia sẻ về công đức của sư khi mà dành hết cái thời gian lúc còn trẻ để mà về đây tu tập, cũng như là để cho bà con cô bác anh chị có cái nơi đến để mà tu tập, rồi những lúc buồn phiền thì có thể tìm đến sư để mà chia sẻ, để sư chia sẻ lại những cái điều hay, những cái điều hướng thiện trong cuộc sống để cho bà con cô bác anh chị thành tâm hướng về Phật. Những nơi mà sâu như thế này được một vị sư mà dành hết cái tinh tấn của mình cho bà con cô bác anh chị Phật tử, thật sự rất may mắn cho bà con cô bác anh chị ở đây. Thì bà con cô bác anh chị có muốn đến tham quan chùa Giác Tịnh thì có thể đi theo địa chỉ là hồi nãy gì con quên rồi sư. Ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành. Ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành. Chùa có tên là chùa Giác Tịnh nha cả nhà. Ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì cả nhà đến ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, cả nhà có thể hỏi về chùa Giác Tịnh thì bà con cô bác anh chị Phật tử đây sẽ biết và có thể hướng dẫn cho bà con cô bác anh chị đến gặp được sư đây. Thường thì bà con cô bác anh chị đi vào giờ nào sẽ gặp được sư ạ? Nói chung ra thì nó cái thời ban ngày thì nhiều khi Phật tử người ta rước đi cúng rồi nó không có thời gian. Còn không có đi thì cũng có ở chùa. Đều tôi nằm đóng ở toàn ten đó rồi. Giống như hai năm trước con đến đây sư ở trong chùa mà con cứ nghĩ là chùa đúng không? Cửa đóng kiểu đại loại giống vậy. Dạ, nhưng nói chung ra thì tôi sợ lúc đó nó vậy, bị nó xảy ra nhiều hoài, sợ lắm. Lúc nãy con có nghe sư chia sẻ là chùa mình bị trộm cướp mấy lần. Bốn lần rồi. Bốn nó, lần. Nó vô, nó đi rồi nó cắt khóa vô, khóa cửa ngoài, dẫn cắt. Dạ,
Đó cái khóa nãy đó là cắt hết lần họ mới mới hổm nó cái chuông chánh điện mới mới đó là nó ôm nguyên cái chuông đó đó, cái chuông bự vậy đó, Dạ. rồi ôm cái chuông đó xong rồi là đạo tràng xuống đâu có cái chuông nhỏ nhỏ chứ cứ ôm lên ôm xuống rồi đặng tôi khai kinh với quần kinh mấy cô rồi đạo tràng mới hùng tiền lại nói thôi thầy đi thỉnh chuông khác về nữa. Rồi mấy cổ đi vận động thêm nữa thỉnh cái chuông thì cái chuông đó 17 triệu đó, vận động thêm mấy cổ vận động đem xuống nữa nữa cái lý do đó mà tôi mới làm con đường đó, nó thừa tiền ra của quý cô thì của Tam Bảo tôi có nhiều tôi ra tóc ra đó làm hết, rồi làm ngoài rồi thì còn thiếu tiền thợ, nói chung ra nói long thần hộ pháp xây chuyển rồi cũng có quý cô hỗ trợ trả tiền thợ này cái nọ người ta hết, chứ tôi đâu có làm gì nói đó. Giờ em thấy nãy vô thấy cây cối đổ cưa rồi có bỏ nghênh ngang làm không có nổi, giờ làm đâu có nổi đâu. Thật sự khi mà nghe sư chia sẻ là có nhiều người họ không được tốt, họ vào cắt cửa vào chùa lấy đi những cái vật dụng trong chùa, hình như là có lấy luôn cả một vị hộ pháp nữa À, đứng hộ đất hộ pháp. sợ. Nếu mà nói về cái nhà ăn cắp ăn trộm mà đã ăn cắp ăn trộm của chùa thì suốt cả cuộc đời cũng 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 không không thể nào mà giàu lên Thì được. tôi tùy thôi, tôi nói cái gì như vậy thì tôi nói là nó có nhân duyên, mà nhân duyên cái món đó nó không ở tồn tại ở đây thì nó đi chỗ khác, nó vậy thôi chứ. Thí dụ có nhân duyên ông Đức Hộ Pháp đó, không lẽ bây giờ nó xách lên bỏ ra nấu thành đồng nó đổ như cái khác thì nó cũng trở lại lại chỗ khác thôi, tại mình hết duyên, nó không có duyên thôi, nó vậy. Thì như nay mà em gặp với thầy đây thì cũng có nhân duyên, thấy không? Em muốn gặp mà đi nhiều lần rồi thì cũng có tạo cái nhân duyên rồi thì mới gặp thầy được thầy, nó vậy. Con nhớ anh Ninh 2 năm trước con đến một cái lối mòn nhỏ và một cái đường đan có những cái tấm đan khập khiễng và con đến vào trời mưa. Ủa, lúc đó cái cảnh tượng đi vào chùa hơi bị kinh, xung quanh cây cối mọc um tùm mà cái lối mòn nó nhỏ ngay ngay ngày trước cái đây chưa đường có cái mà hàng vô rào ngoài đây kia nó luôn. tối Dạ thui à, dạ dạ rất kinh khủng cái ngày ấy, nhưng mà hôm nay quay trở lại thì nó cũng có nhân viên hiện giờ thì làm đường rồi, hôm trước mà thợ đồ nó trồng mấy trụ đó rồi trồng xong rồi kéo dây điện rồi nó nghiêm chỉnh tụi nó làm giùm cho thầy đó, rồi xong rồi người ta cúng vàng đèn mà từ trong này chạy ra tới ngoài đầu đường ngoài luôn đó, vàng đèn là năng lượng đó, giờ lát em đi ra là đèn nó cháy sáng luôn vậy đó, đó giờ đèn nó bằng nó mở đèn đèn ra đèn năng lượng mà trong từ đây ra ngoài luôn. Tính là mình cũng may mắn được Thì cái cô cũng nhân duyên Phật pháp xây chuyển thôi chứ thầy cũng không ở phát tâm thì cúng là thầy cũng mua cúng rồi cho người xuống gắn rồi gắn vậy thôi chứ thầy cũng không có vận động làm chuyện đó vậy. Chắc ơn trên gia hộ cho chùa mình có một cái con đường đi cởi mở hơn để cho bà con cô bác anh chị dễ tiếp cận đến với chùa hơn. Qua đây con cũng xin chúc sư thật là nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường tu tập. Mến chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của tình có thật nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác anh chị yêu thương kênh hãy like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ con xin chào sư ạ. Rồi cũng thầy cũng chúc quý nam nữ Phật tử được thân tâm an lạc, chư Phật gia hộ được dồi dào sức khỏe, Dạ thuận con tiện trên công việc làm ăn. dạ dạ con cảm ơn sư rất nhiều ạ. Dạ con chào sư ạ.